Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay MVZ lại tiếp tục giới thiệu với các bạn loại hạt giống mới, đó là hạt giống hoa cẩm chướng chùm nhé, lẫn màu. Đây, cẩm chướng chùm mix tức là lẫn màu ạ. Vậy thì những cái màu chủ đạo của nó ở đây sẽ là màu hồng này, màu đỏ phớt hồng này, màu đỏ này và màu đỏ phớt trắng đó. Vậy thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách ươm ủ trước khi gieo cũng như là cách mà chăm sóc khi mà cây con lớn lên mà cho ra hoa nhé. Vậy thì tôi sẽ cắt cái gói này ra xem là ở trong này có bao nhiêu hạt. Chúng ta sẽ xem là trong này có bao nhiêu hạt nhé. Được 50 hạt nha các bạn nhé. Đây, hạt nó như thế này. Vậy thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một cái bát nước ấm như thế này. Nước ấm như là chúng ta tắm hàng ngày ấy, là vừa. Bởi vì cái hạt giống hoa cẩm chướng chùm này nó khá là nhỏ, cho nên là các bạn có thể là không ngâm cũng được. Tức là có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ không ngâm, các bạn sẽ đổ cái hạt này trực tiếp vào cái khăn ẩm như thế này. Đây, khăn ẩm như thế này. Và các bạn sẽ gói lại. Và các bạn sẽ ủ 7 đến 15 ngày đó thì là hạt nó sẽ nảy mầm. Và cách thứ hai thì các bạn sẽ đổ cái hạt giống này vào trong cái khăn ẩm như này và chúng ta sẽ nhúng, tức là chúng ta sẽ ngâm đấy ạ. Ngâm nước ấm như này, chúng ta cũng để như này bởi vì nó khá nhỏ nên các bạn để trong cái khăn ẩm này cho đến khi mà chúng ta đổ nước ấm đi thì là nó vẫn, những hạt nó vẫn còn trong này, thì chúng ta chỉ việc nhấc cái khăn này lên thôi thì nó sẽ không bị trôi hạt của chúng ta, đúng không ạ? Đó, đấy là cách thứ hai, là chúng ta vẫn ngâm bằng nước ấm nhưng chúng ta sẽ cho cả cái khăn này vào. Các bạn sẽ buộc túi cái đầu này lên và chúng ta sẽ giữ để cho khăn này độ khoảng tầm 4 tiếng, 3 đến 4 tiếng thì các bạn sẽ nhấc cái này lên, nhấc cái hạt giống hoa cẩm chướng chùm này lên và chúng ta sẽ vắt ráo đi thế này. Và các bạn sẽ cho vào cái lọ nhựa, cho vào túi ni lông như này. Và các bạn sẽ cho vào cái lọ nhựa nhé. Và cái trong cái quá trình mà các bạn ủ ý, thì các bạn phải thường xuyên kiểm tra xem là cái khăn này nó có khô hay không. Nếu nó khô thì các bạn sẽ nhỏ một vài giọt nước vào đây cho cái khăn này nó ẩm, để tạo cái điều kiện độ ẩm cho cái hạt của chúng ta nó sẽ nảy mầm nhanh. Đó, thế cho đến thời điểm mà nó đã nảy mầm, nứt mầm trắng ra rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cái một cái khay như thế này. Tức là tùy ý nhé các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng vào bất kể một cái vật dụng nào đó mà chúng ta có thể sử dụng lại được. Ví dụ như là một cái khay nhựa như thế này, hoặc là một cái khay nó bằng sắt, hoặc là một những cái khay mà các bạn đựng các cái viên đá to ấy, thì các bạn có thể cho vào từng cái hốc của cái khay đó một ít đất và các bạn sẽ gieo cái hạt đó xuống đây. Đây, đất thì các bạn nên nhớ là đất nó phải tơi xốp như thế này và có cái độ thoát nước rất là tốt, thì khi mà chúng ta mà tưới nước ấy thì nó sẽ thoát nước tốt và nó sẽ không bị úng lại cho cái hạt giống của chúng ta đó. Vâng, vậy thì khi mà các bạn đã chuẩn bị được cái đất như thế này để trên thành phố ấy, thì các bạn sẽ không thể kiếm đâu ra được những loại đất mà tươi xốp như vậy, thì các bạn lên ra những ngoài những cái cửa hàng của cây giống ấy, thì các bạn mua đất ở đấy thì người ta bán cho các loại đất. Thì đất ở đây thì các bạn lên mua là cái đất chi phát là cái đất tốt nhất, bởi vì nó đã qua các cái xử lý và người ta đã pha trộn phân lân rồi phân rồi là đất rồi là những cái khoáng chất mà nó cần thiết để cho cái cây của chúng ta sinh trưởng và phát triển tốt. Thì sau khi mà các bạn đã dùng đất như vậy rồi thì các bạn gieo hạt vào đây. Đây, hạt của chúng ta thì các bạn sẽ gieo vào đây nhé. Sau khi các bạn gieo xong thì các bạn sẽ lấp đất như thế này. Các bạn sẽ cho mấy cái đất bên ngoài vào. Tôi sẽ lấy nguyên cái phần đất ở đây thì chúng ta sẽ trộn lẫn vào cũng được, không sao cả. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng cái tưới ít nước vào để cho cái đất của chúng ta ẩm, thì cái hạt của chúng ta nó sẽ mọc cây con lên rất là nhanh và nó có đủ cái độ ẩm để nó sinh trưởng tốt, đúng không ạ? Vâng, vậy thì sau khi mà các bạn đã tưới nước như vậy rồi thì hàng ngày các bạn vẫn phải tưới nước thường xuyên, một ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều cho tôi, để chúng ta sẽ giữ được cái độ ẩm nhất định cho cái đất đó. Các bạn nên nhớ là có thể là các bạn sẽ che lên trên chốc cái khay này một cái túi ni lông hoặc là cái bìa cát tông gì đó để cho nó kín, thì những cái con côn trùng của chúng ta nó sẽ không bị nó sẽ không có cơ hội để nó tha mất cái hạt giống của chúng ta đi nữa, đúng không ạ?
Vâng, vậy thì là sau khi mà các bạn đã tưới nước thường xuyên như vậy rồi thì khoảng tầm 15 ngày thì đã bắt đầu nó sẽ mọc lên những cây con. Và mọc lên những cây con như vậy thì lúc này các bạn có thể là đánh sang những cái chậu to khác, hoặc là đánh vào những cái nơi mà chúng ta cố định trồng cố định ý, thì là các bạn sẽ chuẩn bị cái lượng đất cũng như là khi mà chúng ta gieo hạt của cái cẩm trứng chùm này thì các bạn cũng chuẩn bị là cái đất tơi xốp như vậy, và phải có đòi hỏi phải có cái độ thoát nước cao, thì khi đó thì các bạn cây con của chúng ta thì nó cũng mọc được khoảng tầm 5-7 cm rồi, thì nếu mà các bạn cảm thấy mà dày quá thì chúng ta sẽ tỉa bớt ta, tỉa bớt những cái cây con đó ra để chuyển sang những cái chậu khác, thì chúng ta sẽ để cho có cái không gian này cũng như là cái ánh sáng để chúng sẽ phát triển tốt hơn. Sau khoảng 25-30 ngày thì là cây con nó đã cứng cáp rồi, thì các bạn có thể là bón phân. Thì bón phân ở đây thì bón phân LPK hoặc là phân nân gì đó thì các bạn bón pha thuật loãng với nước thôi, thì chúng ta sẽ bón phân, và sau khi mà bón phân xong thì các bạn sẽ tưới lại bằng nước để cho cái phân nó còn sót lại, thì nó, nước của chúng ta nó dội vào thì nó sẽ chúng ta tưới thêm một lần nước nữa thì nó cũng sạch sẽ, nó không bị vướng lại ở trên chỗ lá của chúng ta nữa, mà nó sẽ không bị gây héo lá của chúng ta, không bị gây chết cây, đúng không ạ? Vâng, vậy thì khi mà cái cây con của chúng ta được độ khoảng tầm 4 tuần thì các bạn sẽ tiến hành bẻ ngọn lần thứ nhất, tức là lúc đó nó đã có ngay ngọn rồi thì chúng ta sẽ bẻ ngọn thứ nhất, và chúng ta chỉ giữ lại khoảng 5-6 cặp lá thôi. Thì các bạn nên tưới đẫm nước trước khi bẻ ngọn, và sau khi bẻ ngọn 2 ngày thì các bạn lại tưới nước lại một lần nữa. Cái bẻ ngọn đó để làm sao? Nó có cái tác dụng là nó sẽ không cho cây của chúng ta nó vươn cao hơn quá, mà nó sẽ đẻ nhánh. Bởi vì cẩm trứng chùm này nó sẽ có, chúng ta bẻ ngọn như vậy thì nó sẽ đẻ nhánh ra những cái nhánh ở lần sau đó. Vậy thì cái bẻ ngọn lần thứ nhất là được 4 tuần, vậy thì cái bẻ ngọn lần thứ hai là khi cây được 8 tuần thì các bạn cũng giữ lại khoảng 4-5 cặp lá lớn nhất thôi, và cũng cần tỉa bỏ bớt những cái lụ phụ, tức là những cái lụ đầu tiên mà ở cẩm trứng chùm nó mọc ra, thì các bạn cũng tỉa bớt những cái lụ phụ đó đi, và chúng ta sẽ tập trung các cái dinh dưỡng cho những lụ chính, tức là những lụ mà nó to. Và các bạn nên nhớ là tỉa những lá úa, lá vàng và những cái cành còi cọc thường xuyên để cho cái chất dinh dưỡng của chúng ta nó sẽ dồn vào những cái bông hoa, những cái lụ to và những cái cành chính, thì khi mà những cái bông hoa này nó nở ra nó rất là đẹp và rất là to đó. Vâng, vậy thì cái bón phân NPK này thì các bạn cứ pha loãng ra, và cứ một tháng thì các bạn sẽ bón phân một lần thôi. Chúng ta cũng không yêu cầu là bón nhiều làm gì, bởi vì cái cẩm trứng chùm này nó cũng không đòi hỏi là chúng ta phải chăm sóc quá nhiều bón phân là như vậy. Vâng, vậy thì sau 60-70 ngày mà từ khi mà kể chúng ta gieo trồng ấy, thì là cái cẩm trứng chùm này nó sẽ nở hoa ra rất là đẹp và rực rỡ, là các bạn nhìn thấy những cái bông hoa nó rất là đẹp như này đó, đúng không? Những bông hoa nhìn trông rất là đẹp, bắt mắt, sặc sỡ màu sắc, nhìn trông rất là thích và bắt mắt, đúng không ạ? Vâng, vậy thì tôi vừa mới chia sẻ với các bạn về cách ươm ủ hạt trước khi trồng cũng như là khi mà chăm sóc cây con lớn lên và cho ra hoa của hoa cẩm trứng chùm là như vậy. Vậy thì ai có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với shop của chúng tôi theo số điện thoại là 0978 426 812. Ươm mầm Vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video và những sản phẩm mới tiếp của chúng tôi.